Hi there, welcome back. Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của thầy An. Today we are going to learn Unit 11, My Home, Workbook, Global Success 4. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào Unit 11, chủ đề My Home, nhà của tôi. Sách bài tập tiếng Anh 4, Global Success. Ok, now, are you ready? Let's start. The first part A. phonics and vocabulary Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, phần ngữ âm và phần từ vựng nhé Now, number one, complete the words Hãy hoàn thành những từ sau A. I Big To lớn B. I Live Sống, động từ sống ở đâu đó right? C. E. Double E Street Street đường phố. Okay, good. Now, say the words aloud. Bây giờ chúng ta hãy luyện đọc những từ này nhé. Big, leave, street. Big, leave, street. Okay, good. Now, the second one. Listen and circle. Hãy nghe và khoanh tròn từ chúng ta nghe được. Now, number one. One. We live in a big city. Which one? City. We live in a big city. Chúng ta, chúng tôi sống ở một thành phố lớn. Right? Two. He is near the tree. Which one? Tree. He is near the tree. He is near the tree. Anh à ấy ở gần cái cây. Alright? Good. Now, practice. Say the sentences aloud. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành luyện đọc hai câu này. Number one, we live in a big city. Chúng tôi sống ở một thành phố lớn. Number two, he is near the tree. He is near the tree. Anh ấy gần, ở gần cái cây. Okay. Now, the next one. Number three, look complete and read. Ở phần 3 chúng ta hãy nhìn hoàn thành và đọc. Hãy nhìn hoàn thành và luyện đọc những câu này. Number one, I, I live in high street. I live in high street. Tôi sống ở đường high. Right? Number two, is is a It is a quiet street. It is a quiet street. Đó là một con phố yên tĩnh. Con đường yên tĩnh. Number three. She lives in a village. She lives in a village. Cô ấy sống ở đâu? Ở một ngôi làng. And number four. Her house is, her house is big. Her house is big. Ngôi nhà của cô ấy thì sao? Thì lớn. Right? Good. Now, the second part, sentence pattern. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo là phần mẫu câu sentence pattern. Now number one, read and complete. Ở phần đầu tiên hãy đọc và hoàn thành những câu sau. Number one, where do you, where do you, where do you live? Where do you live? Bạn sống ở đâu? Okay. Number two, what? What's the street like? What's the street like? Cái okay, đường phố thì như thế nào? Number three. Number three. I live at. I live at. 9 Quang Trung Street. I live at 9 Quang Trung Street. Tôi sống ở đường số 9 Quang Trung. And number four. Is It's a busy road. It's a busy road. Đó là một con đường đông đúc, right? Đó là một con đường đông đúc, nhộn nhịp, okay? And the second one, read and match. Hãy đọc và nói các câu trả lời tương ứng với các câu hỏi. Alright. So question number one, where do you live? Where do you live? Bạn sống ở đâu? Which one? Here, right? I live at 81 Trần Hưng Đạo Street. Tôi sống ở đường, ở số nhà 81 đường Trần Hưng Đạo. Number two. What's the city like? What's the city like? Thành phố thì như thế nào? What's the city like? It's, it's a big city. It's a big city. Đó là một thành phố lớn. Number three. Where does she live? Where does she live? Cô ấy sống ở đâu? She lives in Green Street. Cô ấy sống ở trên đường Green. And number four, what's the street like? What's the street like? À, đường phố thì như thế nào? It's a noisy street. It's a noisy street. Đó là một con đường nhộn nhịp. Đó là một con phố nhộn nhịp. Alright. What's the street like? Khu phố như thế nào? Hay là con đường như thế nào? It's a noisy street. Đó là một khu phố nhộn nhịp. Hay là đó là một con đường nhộn nhịp. Ok? And the next one, listen and number. The third part, listening. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ ba là phần listening, phần nghe. Ok. Now, listen and number. Hãy nghe và đánh số theo thứ tự mà bạn nghe được alright here green street ở à đây là con đường green ở à đây là gì 20 thang long road số nhà 20 đường thang thang long lê lai street đường trên đường gì lê lai Hero. đường hill okay now listen and number the order you hear bây giờ chúng ta sẽ nghe và đánh số theo thứ tự mà chúng ta nghe được nhé now listen 1 Where do you live? I live at 20 Tang Long Road người ta nói gì? Where do you live? Bạn sống ở đâu? I live at 20 Tang Long Road Tớ sống ở trên đường mươi. Ta sống ở số nhà là 20, đường Thang Long, right? Okay, so which one is number 1? B is number 1, Okay, Now continue 1 Where do you live? I live at 20 Tang Long Road Where do you live? I live at 20 Tang Long Road Bạn sống ở đâu? Tôi sống ở số 20 đường Thang Long. So which one is number one? Which picture is number one? Như vậy bức tranh nào sẽ là vị trí số 1 nhỉ? Here, right? 20 Thang Long Road. Số nhà 20 đường Thang Long. Như vậy ở bức tranh B sẽ là số 1, right? Now, continue. 2. Where do you live? I live in Hill Road. What's the road like? It's a busy road. Which one is picture number one? Which one which picture is picture number two? D, right? D is number two, right? Where do you live? Bạn sống ở đâu? I live in Hill Road. Tớ sống ở đường Hill. What's the road like? Uh, con đường thì như thế nào? It's a busy road. Đó là một con đường Young nhịp alright, good now continue three my house is in green street what's the street like? it's a quiet street so which one is number three? which one is number three? A we hear green street Chúng ta có nghe từ gì? green street My house is in Green Street. Nhà của tớ ở đường Green. Uh, what's the street like? Uh, con đường như thế nào? It's a quiet street. Đó là một con đường yên 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 tĩnh. Okay. Đó là một con đường yên tĩnh. Hay là What's the street like? Khu phố như thế nào? It's a quiet street. Đó là một khu phố yên tĩnh. à street ở đây mình có thể hiểu là con đường. Voilà cool 4. All right. And now continue. 4. Where do you live? I live in Lei Lai Street. Yes. So picture letter C is the number 4. Picture letter C is number 4. If I bức tranh C sẽ là bức tranh cuối cùng. Okay. So here are the in the order you will hear. Như vậy, đây là thứ tự mà chúng ta nghe được đấy. À, người ta có nói gì? Where do you live? Bạn sống ở đâu? I live in Le Lai Street. Tớ sống ở trên đường Le Lai, Le Lai Street. Ok, great job. Now, listen one more time. Bây giờ, bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa nha. One. Where do you live? I live at 20 Tang Lang Road. 2 Where do you live I live in Hill Road What's the road like It's a busy road 3 My house is in Green Street What's the street like It's a quiet street 4 where do you live? I live in Le Lai Street. Okay, great. Okay, now the next part is speaking. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo, phần speaking, phần nói. Ray right, ask and answer. Hãy uh, thực hành hỏi và trả lời. Number one, have a look at this picture. Where do you live? Các bạn hãy nhìn vào bức tranh và trả lời câu hỏi bạn sống ở đâu. Như vậy ở đây chúng ta thấy gì? Hòa Bình Street, đường Hòa Bình. Số nhà là 15. Như vậy, khi chúng ta nói có số nhà thì chúng ta sử dụng giới từ at. I live at 15 Hòa Bình Street. Right? I live at 15 Hòa Bình Street. Tôi sống ở số 15, đường Hòa Bình. Right? And the second picture, what's the street like? Con đường thì như thế nào hay là khu phố như thế nào? It's a quiet street, right? Đó là một khu phố yên tĩnh hay là một con đường yên tĩnh, right? You see nobody here. You don't see anyone here. Chúng ta không thấy ai ở đây hết. Như vậy, đây là một khu phố khá là yên tĩnh, right? Now, let's see the answer. I live at 15 Hoa Street. It's a quiet street. Okay, good. And the next part reading, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo, phần reading, phần đọc. Number one, read and complete. Hãy đọc và hoàn thành à, nội dung của đoạn hội thoại sau. Hey, Where do you live? Bạn sống ở đâu? I live in a... Where do you live? I live in a I live in a town Right? I live in a town Tôi sống ở thị trấn Vì sao chúng ta chọn town mà không phải là village? Bởi vì câu tiếp theo nó hỏi là gì? What's the town? What's the town like? Right? Uh, thị trấn như thế nào? Đúng không? Như vậy chúng ta điền town là vì câu tiếp theo nó có hỏi là Thị trấn như thế nào? Như vậy Có nghĩa là câu trả lời ở đây là gì nhỉ? Bạn sống ở đâu? Tôi sống ở thị trấn. Và cái bạn hỏi tiếp, bạn tiếp tục hỏi, thế thị trấn như thế nào? Right. B is a busy town. Do you live in a town too? Đó là một thị trấn nhộn nhịp. Thế bạn cũng sống trong thị trấn chứ? Ok A no I don't. I in a village. I yeah, I live in a village. Ồ oh, không, tôi sống ở ở, ở trong một ngôi làng B What's the Ở trên bạn ấy nói là sống ở ngôi làng Thì mình sẽ hỏi tiếp ngôi làng như thế nào đúng không Như vậy số 4 ở đây sẽ là village What's the village like Ngôi làng như thế nào A Is a Is a Quiet Village With beautiful gardens It's a quiet village with beautiful gardens đó là một ngôi làng yên tĩnh với nhiều khu vườn đẹp right understand good now the next one read and take true or false ở phần này hãy đọc và đánh đúng sai cho những câu bên dưới Nào, let read the passage bây giờ chúng ta sẽ đọc đoạn văn nhé let read the passage hãy đọc đoạn văn trước Emma and her family live in Emma and her family live in a small flat. It is a very quiet and beautiful street. There are many trees in the street. At the weekend Emma and her brother visit their grandparents. They live in a big house in a busy town. There are many shops in the town. Emma likes the town, right? Emma và gia đình sống trong một Emma và gia đình cô ấy sống trong một căn hộ nhỏ. Nó nằm ở trên một con phố rất là yên tĩnh và đẹp và có nhiều cây trên đường phố. Vào cuối tuần, Emma và anh trai của cô ấy đến thăm ông bà của họ. Ông bà của họ sống ở đâu? sống trong một ngôi nhà lớn ở một thị trấn nhộn nhịp sầm uất có nhiều cửa hàng ở trong thị trấn và Emma thích thị trấn ok so now answer number one Emma and her family live in a big house như vậy Emma và gia đình của cô ấy sống ở một ngôi nhà lớn true or false đúng hay sai false Okay, false. Vì sao? Trong bài Emma có nói gì? Emma and her family live in a small flat. Emma và gia đình của cô ấy sống trong một căn hộ nhỏ, không phải là một ngôi nhà lớn. Như vậy câu số 1 sai. Chúng ta sẽ đánh vào ô tích for. For có nghĩa là sai. Right? Now number 2. Her house is in a noisy street. Her house Is in a noisy street. Nhà của cô ấy ở trong một khu phố nhộn nhịp, sầm uất. True or false? False. Right? Vì sao? Uh, bạn Emma có nói gì? It is in a very quiet and beautiful street. Nó nằm ở trong một khu phố rất là yên tĩnh và đẹp yên tĩnh not noisy quiet not noisy yên tĩnh chứ không phải nhộn nhịp như vậy câu số 2 sai nhà của cô ấy ở trong một khu phố rất là yên tĩnh và đẹp đấy right? như vậy câu số 2 là sai so với nội dung bài đọc now number 3 her grandparents live in a big house her grandparents live in a big house Ông bà của cô ấy sống trong một ngôi nhà lớn. True or false? True. Okay. Trong bài Emma có nói gì? They live in a big house in a busy town. All right? Ông bà của cô ấy sống ở một ngôi nhà lớn. All right. And number four, the town is busy. Thị trấn thì khá là nhộn nhịp. Khá là sầm uất. True or false? True, ok vì sao vì cô ấy nói gì in a busy house họ họ sống trong một ngôi nhà lớn tức là ông bà của emma sống trong một ngôi nhà lớn ở một thị trấn nhộn nhịp một thị trấn sầm uất nhộn nhịp right. so number four true như vậy câu số 4 là đúng so với nội dung bài đọc Ok Okay, now the next part, writing. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo, phần writing. Okay, now number one, make sentences. Hãy viết thành câu hoàn chỉnh dựa trên uh, các thông tin cho sẵn và viết thành câu hoàn chỉnh. Number one, like city, what is the? So we can write here, what is the city like? What is... The city like Thành phố thì như thế nào? Number two Live you do where? Where do you live? Right? Where do you live? Bạn sống ở đâu? Right? Number three I live at 15 High Trưng Street Right? I live at 15 High Trưng Street à, Tôi sống ở số nhà 15 trên đường Hai Bà Trưng. Các bạn lưu ý nha, khi mà chúng ta uh, nói địa chỉ nhà có số thì là sẽ là giới từ at, live at. Còn nếu mà không có số nhà thì sẽ là live in. cái okay. Nhớ ha. And number four, live Trần Hưng Đạo Street, my friends in. So we can write here, my friends live in Trần Hưng Đạo Street. My friends live in Trần Hưng Đạo street. À các bạn thấy không? Các bạn thấy sự khác biệt giữa câu 3 và câu 4 không? Câu 3 chúng ta đang nói địa chỉ nhà có số nhà. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng giới từ at. I live at 15. Ở câu số 4 thì sao? Chúng ta nói địa chỉ nhà uh, trên đường mà không có số nhà. Như vậy chúng ta sử dụng giới từ in. My friend live in. Okay? Okay. có số nhà thì là giới từ at, không có số nhà thì là giới từ in. Ok, remember. Alright, good. Now, number 2, let's write. Ở phần 2, hãy hoàn thành đoạn sau, hãy hoàn thành đoạn văn sau. At the weekend, vào cuối tuần, I visit my, tôi uh, đến thăm ai đó. They live in a, họ sống ở đâu đó. It is in at, uh, ở cái số nhà bao nhiêu đó. There is near the house. Có cái gì gần nhà. We can there. Có, mình có thể làm gì ở đó và rất là vui. All right? Now for example, ở đây cô có một bài mẫu như sau. At the weekend, I visit my grandparents. They live They live in a small house. It is in Hoa Hong Street. There is a park near the house. We can play badminton there. It is fun. Vào cuối tuần, uh, tôi ghé thăm ông bà của tôi. Ông bà sống ở trong một ngôi nhà nhỏ ở trên đường Hoa Hồng. Ở à đây chúng ta thấy trên đường Hoa Hồng, địa chỉ nhà không đề cập số nhà như vậy chúng ta sẽ sử dụng giới từ in it is in hoa hồng street ở trên đường hoa hồng À, có một công viên gần nhà chúng tôi chơi đánh cầu lông ở đó và rất là vui. Alright, good, okay, we stop here. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong Unit 11 chủ đề My Home, nhà tôi, sách bài tập tiếng Anh 4. Global success. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye and see ya!